Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên tăng đoàn, kính thưa toàn thể đại chúng, kính lạy Phật bậc chí tôn chí kính. Đêm mùa đông căn gió lạnh hao hao, chúng con ngồi đầm ấm cạnh bên nhau, cùng nhớ tưởng đêm nhiệm màu thánh đạo. Dù Đức Phật đã nhập diệt hơn 2600 năm, nhưng Ngài vẫn đang tồn tại với chúng con trong từng phút giây của cuộc sống. Ngài không bày tỏ hình hài, nhưng vẫn yêu thương dõi bước chúng con trên từng nẻo đường nhân thế. Ngài im lặng không nói lời nào, nhưng vẫn tỏa sáng trong tam giới bao la. Chúng con tìm thấy Đức Phật bằng lòng kính yêu tuyệt đối, vượt khỏi những ngôn ngữ trần gian cạn cợt tầm thường. Chúng con tìm thấy Ngài bằng ước nguyện cao thượng, hướng về sự giác ngộ thiêng liêng. Tìm thấy Ngài bằng nỗ lực từng ngày để diệt trừ lầm lỗi ngu si. Chúng con tìm thấy Ngài bằng sự cố gắng làm nhiều việc thiện, chuyển hóa ác nghiệp nhiều đời. Tìm thấy Ngài bằng sự tinh tấn thực hành thiền định, nhiếp tâm hướng về mục tiêu vô ngã. Mỗi ngày giữa cuộc đời nhiều khổ đau phiền muộn này, chúng con càng nhớ đến Đức Phật không phút nào ngơi, chỉ mong ánh sáng của Ngài dẫn lối con đi mọi nẻo đường không lạc lối. Mỗi bước chân dẫm lên gai góc cuộc đời, con lại càng nhớ Ngài thiết tha, chỉ mong được tình thương của Ngài che chở, đi qua mọi lỗi lầm không vướng mắc. Trong một thế giới còn nhiều đau thương, chia rẽ, chiến tranh, bệnh tật, con ước mong lời Phật dạy đến với tất cả mọi người, để ai cũng có được bến bờ nương náu giữa một thế gian tạm bợ, vô thường, mong manh, không ổn định. Con ước mong tuệ giác của Phật phủ bóng trên từng trái tim, để ai cũng có được sự hạnh phúc bình an ngay một nhân loại còn nhiều nghi kỵ, hiềm hận, hơn thua tranh giành. Còn con ước mong từ bi của Phật hàn gắn mọi người, để ai cũng nhìn nhau quý mến, thương yêu. Đi trong cõi đời như khu rừng còn đầy tà kiến, si mê, con xin được an trú trong chánh pháp của Đức Phật, để không làm khổ mình, chẳng làm khổ người. Nghe quá nhiều điều sai lầm, điên đảo của những kẻ ngông cuồng, vô minh, con xin được nép mình trong bóng mát của Ngài, để không bị mê hoặc rơi xuống vực sâu. Nhìn biết bao nhiêu người còn mê mờ lạc lối, con xin nguyện dẫn bước giúp người tìm thấy đạo màu cao cả của Ngài, để muôn đời thoát khỏi vũng lầy tối tăm. Chúng con thật diễm phúc vì có sự từ bi của Ngài soi sáng. Chúng con có đạo lý thiêng liêng cao cả của Ngài để nương tựa thực hành. Chúng con không còn thèm khát các niềm vui tạm bợ, bất an của thế gian, mà sẽ đi tìm sự an lạc từ công đức của sự phụng sự cống hiến theo dấu chân Ngài. Chúng con không còn mãi mê theo những danh vọng hão huyền của cuộc đời, mà sẽ đi tìm sự an lạc từ trí tuệ hiểu đúng sự thật về vạn hữu theo lời Ngài dạy. Cứ mỗi lần ngồi lại với nhau để tưởng nhớ đêm Phật thành đạo, chúng con lại khởi lên niềm vui bất tận. Giống như trong khu rừng rậm gai góc, bỗng có con đường hiện ra. Khi tâm của Phật bừng chiếu cả pháp giới, thì cũng là lúc thế gian có con đường dẫn ra khỏi luân hồi khổ đau. Trong vạn cái khổ, thì cái khổ nhất trên đời chính là không biết mình đang khổ. Trong vạn cái ngu si,
thì cái ngu si nhất là không biết mình đang ngu si. Chính nhờ có đem thành đạo thiêng liêng mà chúng con bỗng biết mình đang khổ, biết mình đang ngu, hiểu ra cõi đời tạm bợ vô thường mà từ lâu cứ tưởng bền vững để đắm chìm mê muội. Xin Phật từ bi gia hộ cho chúng con có đủ tinh tấn và dũng lực để bước tiến mãi trên đường tu tập. Xin Phật từ bi gia hộ cho chúng con biết yêu thương, dìu dắt nhau trên lộ trình giác ngộ rất lâu xa này. Nguyện cho ai biết quỳ xuống trong đêm thành đạo đều sẽ chứng thành tuệ giác cao siêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng cùng an tọa.